ta sẽ cùng khám phá rằng đây là gà tre của Việt Nam, gà tre Bắc. Kích thước cơ thể rất là bé luôn. Cùng khám phá. Wow, và đây là một đoạn gà trống và cũng hai đoạn gà mái. Trống này người ta gọi là bầu bông. Rất đẹp. Đây là bú và nhá, ok. Trong một khu vườn có một bạn gà nó đẹp rất là, đấy thì này rất là bé luôn á. Đây là gà tre Bắc Tít của Việt Nam, nghĩa là nó chỉ có 3 lạng rưỡi một con, 3 lạng rưỡi 4 lạng, con trợ mái chỉ 3 lạng, bé rất là bé luôn. Đây là thank you.